Xin chào mọi người, Ngọc Lan lại trở lại với mọi người rồi đây. Trong chăn nuôi hiện nay thì việc tham gia của bột ngô, bột lúa thì rất là quan trọng. Vì vậy ngày hôm nay Ngọc Lan xin giới thiệu tới bà con máy nghiền chụp đứng Takeo TK10. Ngoài ra nghiền được bột ngô, bột lúa thì con máy này có thể nghiền được tre cho bà con có thể nuôi dúi đều được. Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Ngọc Lan để xem con máy này hoạt động như thế nào. Đậu xanh, đậu tương, thanh tre và lúa. Máy và test cho bà con coi. Đầu tiên đó chính là đậu xanh nhé. Quý vị và các bạn có thể nhìn thấy đây chính là đậu xanh mà Ngọc Lan sau khi nghiền ra. Vợ của chúng ta cảm thấy rất là mịn. Và bây giờ đã xay xong đậu xanh rồi, Ngọc Lan sẽ xay tiếp theo đó là đậu nành nhé. Và đây chính là đậu nành sau khi Ngọc Lan được xay xong. Quý vị và các bạn có thấy là đậu nành của chúng ta rất là mịn không ạ? Tiếp theo sau khi Ngọc Lan đã xay xong đậu xanh và đậu nành rồi, Ngọc Lan sẽ xay đó là lúa cho bà con cùng xem nhé. Các bạn có thể quan sát thấy là lúa của chúng ta đã ra được rất là mịn. Hầu như là việc vỡ ngô hay là vỡ lúa thêm vào đó là đậu xanh, đậu nành thì đều ra thành phẩm rất là mịn. Với việc xay ngô, xay lúa hay là xay đậu nành đã ra thành phẩm mịn như thế này rồi thì liệu rằng con máy này có thể băm được tre mà Ngọc Lan đã chuẩn bị hay không? Mời quý vị và các bạn hãy cùng theo chân Ngọc Lan nhé. TK10 được sản xuất bởi công ty trách nhiệm hữu hạn Takeo. Bởi vậy sẽ có logo của Takeo in dập lỗi ngay trên thân máy. Phần phía trên này đó chính là miệng lạp nguyên liệu của máy. Ở phía giữa này bà con có thể quan sát đây chính là buồng làm việc. Một chút xíu nữa Ngọc Lan sẽ mở buồng làm việc cho bà con tham khảo xem nào. Bên trong buồng làm việc có những gì mà con máy này có thể thực hiện được chức năng nghiền của nó nhé. Phần phía dưới này đó chính là miệng xả nguyên liệu. Với miệng xả nguyên liệu này, sau khi nguyên liệu được đưa vào miệng nạp qua buồng làm việc, chúng ta sẽ được xả nguyên liệu ở miệng xả. Phía bên tay trái này đó chính là động cơ của máy. Động cơ của máy được sử dụng với công suất là 3 kW. Vỏ động cơ thì được làm bằng hộp kim nhôm chịu lực chịu nhiệt cao, đồng thời hộp tụ điện liền chống nước rất là tiện lợi. Motor được làm bằng 100% lõi đồng, bởi vậy bà con hoàn toàn có thể an tâm về độ bền của máy khi sử dụng. Motor được đặt trên chân kê, được làm bằng sắt chữ V rất là chắc chắn. Bà con có thể hoàn toàn quan sát được là chất liệu của chúng ta rất là dày dặn. Và bây giờ Ngọc Lan sẽ mở buồng làm việc cho bà con cùng tham khảo nhé. Bên buồng làm việc chúng ta sẽ có một khóa cài được đóng vào mà mở ra rất là dễ dàng. Và đây chính là buồng làm việc của con máy Takeo TK10. Như bà con có thể quan sát thấy là chúng ta sẽ có rất là nhiều búa đập hình răng cưa. Điều này có thể giúp cho bà con nghiền được một cách dễ dàng. Phần phía dưới này đó chính là sàn của máy. Bà con hoàn toàn có thể điều chỉnh được kích thước sàn khi đặt với chúng tôi. Chúng tôi sẽ thiết kế theo sàn mà quý vị và các bạn cùng mong muốn nhé. Và vừa rồi
người Ngọc Lan vừa giới thiệu sơ qua cho bà con coi đó chính là con máy băm nghiền chụp đứng Takeo TK10.